Ý nghĩa của luân hồi và những sự thật không thể chối cãi. Trải muôn vạn kiếp, nơi thế gian đến lại đi. Đời người vì điều chi mà lao tứ? Quyền, danh, lợi, sắc, nơi thế gian có bền lâu? Hồng trần thịnh hay suy, định bởi trời? Trích lời bài hát Tỉnh Mộng. Mali xin kính chào quý khán thính giả của Đông Tây Kim Cổ. Luân hồi là sự chuyển sinh, chuyển tiếp, diễn tiến liên tục của những kiếp sống. Theo các tôn giáo phương Đông và phương Tây, một sinh mệnh con người gồm hai phần, linh hồn và thể xác. Sau khi chết, linh hồn sẽ thoát ra khỏi thể xác và đầu thai vào một kiếp sống mới. Các sinh mệnh mới sinh ra thường không nhớ gì về tiền kiếp của mình. Nhưng cũng có một số trường hợp cá biệt có thể còn lưu giữ một chút ký ức hay dấu vết tiền kiếp. Đây chính là hiện tượng luân hồi. Vậy rốt cuộc luân hồi có thật hay không? Hãy cùng Miley đi tìm hiểu về chủ đề còn nhiều bí ẩn này nhé! Người xưa thường cho rằng cơ thể con người như làn da. Có người cho rằng cơ thể người chỉ như một tấm áo mà thôi. Luân hồi dưới góc nhìn khoa học. Giới khoa học đã làm các thí nghiệm trải nghiệm cận tử, thôi miên để quay về các kiếp trước, đồng thời điều tra xã hội về những người có khả năng nhớ được kiếp trước. Qua đó đã chứng minh rằng nguyên thần tồn tại và luân hồi chuyển thế là có thực. Thậm chí, các nhà khoa học còn dùng thiết bị đo trọng lượng của nguyên thần. Năm 1987, nhà tâm linh học Mexico Julian Matos đã công bố bức ảnh vào đúng tích tắc bệnh nhân chết. Trong tấm ảnh, vào đúng thời khắc bệnh nhân tử vong, có một thứ màu trắng từ thân thể người bốc lên trên. Julian Matos giải thích, đây là những lạp tử nguyên thần tố của người chết rời khỏi xác. Các nhà tâm linh học gọi nó chính là chính thể của nguyên thần. Một khi nó mất đi thì thân thể người chỉ còn lại cái thân xác. Thân xác này sẽ nhanh chóng bị phân hủy. Đến ngày nay, nhiều khám phá đáng kinh ngạc đã được thực hiện. Nhiều nhà nghiên cứu đã tham gia tìm hiểu hiện tượng thú vị và không thể giải thích này, ít ra là theo quan điểm vật lý duy vật. Nhà tâm thần học Jim Tucker của Đại học Virginia là một trong những người nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực luân hồi. Ông cho biết, trong các trường hợp luân hồi điển hình, đối tượng thường kể lại các câu chuyện trong kiếp trước. Điều thú vị là 100% đối tượng kể về ký ức tiền kiếp đều là trẻ em. Trung bình, trẻ bắt đầu nhớ lại kiếp trước vào khoảng 35 tháng tuổi. Trải nghiệm của chúng thường rất phong phú và chi tiết đến khó tin. Những trẻ em này biểu lộ cảm xúc rất mạnh khi nói về những ký ức đó. Một số còn khóc và cầu xin cha mẹ hãy mang chúng trở lại gia đình trước kia. Cũng theo tiến sĩ Tucker, đối tượng thường thôi kể về tiền kiếp khi lên 6 hoặc 7 tuổi và đa số sẽ mất đi các ký ức này. Đây là tuổi mà trẻ bắt đầu đi học và trải nghiệm nhiều hơn cuộc đời hiện tại. Tiến sĩ Michael Newton đã sử dụng phương pháp thôi miên để nghiên cứu thế giới tâm linh giữa những lần chuyển sinh. Ông đã mô tả nhiều trường hợp trong hai cuốn sách Hành trình của linh hồn và Định mệnh của linh hồn. Ông phát hiện ra rằng nếu một người được an bài đời sau sẽ chết vì bạo bệnh hoặc bị giết hại hoặc chết vì tai họa, thì người đó thường được cho biết trước khi đầu thai. Bi kịch trên trần thế không phải là chuyện xảy ra không đúng lúc, không đúng chỗ, mà hết thảy đều có định mệnh. Mục đích của những an bài này thường là để trả nợ nghiệp của người đó trong kiếp trước, hoặc trong đau khổ mà tôi luyện linh hồn của con người, hoặc thậm chí tạo cơ hội cho người khác thăng hoa trong nghịch cảnh. Luân hồi theo Phật gia giảng. Phật gia nhìn nhận rằng đời này khổ một chút cũng đừng lo, hãy làm nhiều việc tốt, đời sau hưởng phúc. Đây chính là quy luật nhân quả, có mất thì có được. Tùy vào kết quả làm việc tốt và việc xấu trong các kiếp trước mà đời này được đầu thai thành sinh mệnh là con người tại nhân gian, hay là động thực vật, hay là quỷ đói nơi địa ngục. Chuyển sinh làm người được coi là một cơ hội hiếm có để hướng tới việc tu luyện và giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Tất cả
cả sinh mệnh chưa đạt giác ngộ đều nằm trong vòng quay luân hồi tiếp nối nhau. Khi sinh mệnh chết, kết thúc một kiếp sống, phần hồn của họ rời nhục thân đi tới không gian khác, đợi đầu thai sang một kiếp mới. Vào lúc linh hồn rời khỏi thân xác, họ có thể nhìn thấy lại mọi việc trong đời mình, những ân oán, nhân duyên đã trải qua. Trên thế giới có rất nhiều câu chuyện về trải nghiệm cận tử. Có người kể về quá trình phần hồn đi xuống âm gian, nhìn thấy những chuyện ở nơi địa ngục. Phật gia quan niệm nhân gian là cõi tạm. Con người sinh ra với hai bàn tay trắng, khi chết đi cũng trắng hai tay. Những gì là tài sản vật chất, tình cảm với người này hay người kia, danh phận ở đời, khi ra đi đều không mang theo được. Những gì mang được chỉ là đức và nghiệp. Vậy nên hãy sáng suốt để không phải dày dứt khi đến ngày duyên nợ tại thế gian chấm dứt. Vậy vì sao con người lại phải chuyển sinh? Từ những nghiên cứu và ghi chép trong lịch sử thì số người còn nhớ về những trải nghiệm luân hồi chuyển thế của mình có khá nhiều. Vậy vì sao con người lại phải chuyển sinh? Dick Schoeffen là một nhà tâm lý học. Ông đã tiến hành quan sát nhóm người có ký ức về luân hồi và ghi chép kết luận của mình trong cuốn Tình yêu định mệnh Predestined Love và Liệu pháp hồi ức từ đời trước Past Life Therapy in Action. Ông cho rằng sự giản sinh của nghiệp lực là nguyên tắc dẫn đến luân hồi. Mỗi lần luân hồi chuyển kiếp là để cân bằng giữa đức và nghiệp. Nghiệp không phải là một khái niệm mơ hồ, huyền hoặc mà là chỉ hành vi, việc làm của con người. Con người trải qua nhiều kiếp luân hồi đã làm biết bao việc tốt và việc xấu. Làm việc tốt được gọi là thiện nghiệp, làm việc xấu được gọi là ác nghiệp. Dẫu là việc tốt hay việc xấu thì con người cũng đều phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Vậy nên mới có sự ứng nghiệm và báo đáp, mà chúng ta vẫn gọi là thiện báo và ác báo. Trời xanh luôn giữ lẽ công bằng với tất cả sinh mệnh dưới gầm trời của mình. Vậy nên, ông trời sẽ căn cứ vào thiện nghiệp và ác nghiệp của bản thân mỗi người mà an bài những mối nhân duyên cho họ. Do đó, con người và các loài vật mới có sự luân hồi chuyển kiếp, nhiều kiếp sống và vai diễn khác nhau. Diễn vai mới thì phải quên đi vai cũ. Tương truyền trước khi đầu thai, con người phải đi qua cầu Nại Hà và uống một bát canh mạnh bà mới được chuyển sinh làm người. Kỳ thực, thời cổ đại đích thị là có một người tên là Mạnh Bà. Bà họ Mạnh nên mọi người thường gọi là Mạnh Bà. Khi còn sống, bà không nhớ về đời trước, cũng chẳng nghĩ tới tương lai. Bà chỉ một lòng một dạ khuyên con người hành thiện. Sau này, Mạnh Bà vào núi tu hành, cuối cùng đắc đạo thành tiên. Bởi lẽ con người thời đó biết được nhân quả đời này kiếp trước nên thường tiết lộ thiên cơ, cho nên trời lệnh cho Mạnh Bà làm vị thần lãng quên. Chức trách của bà là xác nhận rằng tất cả những quỷ hồn đi đầu thai đều không nhớ về mọi chuyện của mình trong đời trước và nơi địa phủ. Có lẽ dụng ý của trời xanh là hy vọng con người quên đi những ân oán tình thù của mình trong quá khứ. Sau khi chuyển sinh, họ có thể đối đãi thật tốt với những người đã kết thúc ân oán đời trước của mình. Đó chính là diễn vai mới mà không lưu luyến kiếp sống cũ. Dưới đây là những câu chuyện có thật về luân hồi. Bà lão ba lần chuyển sinh, kiếp trước là Trạng Nguyên, kiếp này là Thôn Nữ. Sinh vào ngày 3 tháng 2 năm 1916, dù chỉ là một phụ nữ nông thôn bình thường ở thôn Bùi Câu, Sơn Tây, Trung Quốc, nhưng bà đã trở nên rất nổi tiếng bởi những câu chuyện kỳ lạ của mình. Bà thậm chí có thể nhớ được mọi chuyện trong hai kiếp trước của mình không sai chút nào. Bà cho biết lần thứ nhất bà đã chuyển sinh thành một người con trai tên là Chu Quý Tài, là thương nhân buôn bán lừa ngựa người ở tháp Đại Nhạn, thành phố Tây An, Thiểm Tây. Chu Quý Tài mất năm 37 tuổi. Lần thứ hai, bà đầu thai vào một gia đình một quan lại họ Diệp, tên là Diệp Văn Quốc. Vào năm Thuận Trị thứ 16, khi tròn 29 tuổi, với thân phận nữ, bà cải trang là nam và thi đỗ Trạng Nguyên, rồi tới nhậm chức ở thành phố Tây Ninh, Thanh Hải.
Sau này, bà qua đời vì mắc thương hàn. Đến kiếp này, bà đầu thai lần thứ 3 trong một gia đình nghèo khó ở thôn Hoàng Thạch Dụ, Sơn Tây. Bà được gả cho một gia đình ở thôn Bùi Câu cách nhà 5 km. Mặc dù chưa bao giờ được đi học, nhưng bà có thể thuộc lầu tứ thư, ngũ kinh, lại rất khéo tay, thêu thùa may vá đều đẹp. Bà còn biết cả chữ Hán và có thể kể lại ngọn ngành việc học hành của mình ở kiếp trước. Bà kể, kiếp trước mình học hành rất giỏi và từng đỗ trạng nguyên. Thời nhà Thanh, bà từng đỗ trạng cùng thời với trạng nguyên Phạm Vô Bệnh. Phạm là võ trạng nguyên, còn bà là văn trạng nguyên. Có lần, bà còn có thể đọc thuộc lòng một bài kệ rất dài. Dù không có vần điệu cố định, nhưng ngôn từ rất tào nhã và có tính triết lý. Một bà lão nông dân chưa từng được đi học không thể tự nghĩ ra được. Theo lời kể của người dân trong thôn, từ năm lên 8 tuổi, bà đã bắt đầu kể về những câu chuyện tiền kiếp của mình. Sau đó, bà còn tìm gặp lại những nhà mà mình đã chuyển sinh ở hai kiếp trước. Bà lão còn có thể nói được tiếng địa phương của tỉnh Tây An và Hà Nam. Hơn nữa, tới nay trong thôn duy chỉ nhà bà là vẫn còn sử dụng loại bếp củi theo kiểu người Hà Nam, vô cùng độc đáo do chính tay bà tự chế. Bà lão cũng nói, lẽ ra thọ mệnh của mình trong kiếp này chỉ tới 25 tuổi. Bà phát nguyện tu sửa miếu Quan Âm ở thôn Bùi Câu, nhưng mãi không có tiền và cứ sống cho tới năm 88 tuổi. Khi này, bà mới đủ tiền quyên góp xây miếu. Bà muốn tu sửa miếu Quan Âm là để hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi mãi sống trong lòng dân gian. Heo trắng chuyển thế thành người. Phổ Đầu Trại ở xã Bình Dương, Trung Quốc có một cậu bé họ Ngô. Lúc 1 tuổi, người nhà đưa cậu vào trong thôn chơi thì xảy ra hiện tượng kỳ lạ. Mỗi lần gặp mặt người đồ tể là cậu bé giãy giụa, gào khóc như bị ai đánh. Lần nào cũng như vậy làm người nhà vô cùng khó hiểu. Năm lên 2, 3 tuổi, mỗi lần nhìn thấy có người hái rau lợn trong vườn, cậu liền nói với họ rằng loại nào là đắng, loại nào cay, nếu hái nhiều thì không ăn. Ai cũng bật cười và nghĩ rằng lời trẻ con không đáng tin. Càng lớn cậu càng sợ gặp mặt những người làm nghề đồ tể hơn. Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy bóng dáng họ là cậu bé chạy thục mạng về nhà. Người trong thôn cảm thấy vô cùng kỳ quặc, liền hỏi đầu đuôi sự tình. Điều cậu bé nói khiến ai nấy đều kinh ngạc. Hóa ra kiếp trước cậu là một con heo trắng trong chuồng lợn nhà ông ngoại mình. Một ngày nọ, người đồ tể đến để mua heo. Khi vừa nhìn thấy, chú heo đã thục mạng chạy ra một ngọn đồi sau nhà, nhưng vẫn bị người đồ tể bắt được và giết thịt. Chuyện kỳ quái về kiếp trước của cậu bé này sau đó lan truyền khắp trong thôn, quả là 1 truyền 10, 10 truyền 100. Từ đó, mọi người trong thôn đều gọi cậu bé là heo trắng. Còn người đồ tể nọ cũng thề nguyện đời này, kiếp này không sát sinh nữa. Chuyện đầu thai gây xôn xao ở Hòa Bình, Việt Nam. Anh Tân và chị Thuận đều là cán bộ công tác tại thị trấn Vụ Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình. Anh chị kết hôn năm 1987. Đến năm 1992, chị Thuận sinh cháu trai đặt tên là Nguyễn Phú Quyết Tiến. Tuy nhiên, Tiến chẳng may chết đuối. Khi ấy cháu 5 tuổi. Bỗng nhiên, vào một ngày đầu năm 2006, có một cháu bé tự khẳng định cháu chính là cháu Tiến, người đã bị chết đuối năm 1997. Cháu bé đó tên Bình, con anh Hoan, chị Dự, người trong bản. Cháu Bình sinh ngày 6 tháng 10 năm 2002. Một ngày đi học, Bình bỗng dưng nói với cô giáo của mình rằng: "Nhà cháu ở ngoài đó, nhà cháu gần nhà ông Lai." Nghe Bình nói đến đây, cô giáo của cháu thấy rùng mình bởi cạnh nhà ông Lai là nhà anh Tân và chị Thuận. Thời gian tiếp theo, có một lần chị Dự có đánh Bình, cháu lại bảo: "Con đã chết một lần rồi, mẹ đừng đánh con lại chết lần nữa đấy." Sau mỗi lần bị mắng, cháu lại đòi được về nhà. Một lần cháu Bình đòi chị đưa về nhà, chị Dự bực mình bảo: "Thích thì ngồi lên xe tao chở đi." Điều kỳ lạ là Bình chỉ chính xác đến địa chỉ của nhà anh Tân. Sau đó, anh Tân đã cùng với chị Thuận cùng tìm đến nhà vợ chồng anh Hoan, chị Dự. Anh xin phép bố mẹ đẻ của Bình đưa cháu về nhà mình chơi. Vừa mở cửa nhà,
Bình lập tức xuống xe và chạy tót vào trong mở tủ bới đồ đạc. Anh Tân hỏi, cháu đang tìm gì? Tìm cái máy bay và cần cầu ạ. Nghe Bình nói, anh Tân giật mình vì đây là hai món đồ chơi anh đã mua cho cháu Tiến trước đây. Điều ngạc nhiên hơn, trước đó chính bà Thìn, bà nội cháu Bình cũng từng cho biết. Từ ngày thằng Bình bắt đầu bị bồ tập nói, tôi đã biết nó không phải là người Mường mà là người Kinh. Nó nói tiếng Kinh rành rọt, điều mà chưa một đứa bé người Mường nào giống thế. Chính Bình cũng đã có lần nói với mẹ, con là người Kinh, con không phải người Mường, mẹ không đưa con về, con sẽ chết. Từ cuối năm 2006, bố mẹ đẻ của Bình đã cho cháu về ở hẳn với nhà anh Tân, chị Thuận. Những chuyện lạ lùng ở Bản Cọi. Hiện tượng đầu thai ở Bản Cọi làm dư luận cả nước xôn xao vì ngoài trường hợp cháu Bình, tại đây còn xuất hiện hai trường hợp đầu thai khác. Câu chuyện con lộn của Bùi Thị Hồng Thắm ở Bản Cọi, Lạc Sơn, Hòa Bình đã được đăng tải trên báo Thể thao và Văn hóa, cũng là một trường hợp tương tự. Thắm sinh năm 1991, chị Bùi Thị Toàn, mẹ Thắm cho biết, từ bé cháu đã có những biểu hiện lạ lùng. Theo lời chị Toàn, khi Thắm bị bố biết nói, một lần hai mẹ con đang chơi đùa, bỗng cháu xị mặt ra rồi nằng nặc đòi. Mẹ ơi, mẹ đưa con về nhà. Dù lúc đó cháu đang ở trong nhà mình. Một hôm đang chơi đùa, Thắm nói với bà nội. Bà ơi, mẹ cháu kia kìa. Người Thắm chỉ là bà Nguyễn Thị Nghe, người ở đầu làng. Lúc Thắm được 5 tuổi, hôm đó cháu được bố mẹ cho ra đồng. Khi trở về đi qua nhà bà Nghe, cháu chỉ tay rồi bảo với bố mẹ. Nhà con đây này, chị Toàn bảo lại con. Con thích thì mẹ đưa vào nhà con. Thế nhưng khi vừa bước vào cổng, Thắm đột nhiên dừng lại. Con không vào nữa đâu, chị Hằng đang ở trong đó. Con ghét chị ấy vì chị đã xui con trèo cây làm con ngã chết. Từ hôm đó, chị Toàn mới sầu chuỗi lại toàn bộ những biểu hiện lạ thường từ ngày con bé cứ đòi chị đưa về nhà con. Chị bắt đầu nghĩ đến chuyện cháu Ly, còn bà Nghe, nó đã lộn về con Thắm nhà mình. Ly là con trai bà Nghe. Năm Ly được 7 tuổi, một hôm Ly được chị gái tên Hằng dẫn đi hái ổi ở bên triền núi. Trong lúc Ly trèo ra hái ổi, em bị ngã rơi xuống đất. Ly bị chấn thương sọ não và mất ngay sau đó. Ông Bùi Văn Tỉnh, xóm trưởng xóm Cọi cho biết, ở xóm Cọi đã ghi nhận 3 trường hợp con lộn. Người Mường quan niệm, những đứa trẻ dưới 12 tuổi bị chết bất đắc kỳ tử, có khả năng lộn về và vào một người nào đó. Những trường hợp đầu thai đầy kỳ lạ này không chỉ khiến dư luận xôn xao mà còn làm gia đình hai bên đều rất bối rối, khó xử khi cháu bé đầu thai nhất quyết đòi về nhà bố mẹ trước đây để ở mà không chịu về ở với bố mẹ đẻ. Tuy nhiên, theo thời gian, hầu hết các gia đình hai bên đều thông cảm, hiểu cho nỗi đau của nhau và giải quyết vấn đề hợp lý, hợp tình. Nhiều gia đình là bố mẹ kiếp trước đã nhận cháu bé làm con nuôi, hay như trường hợp cháu Bình ở Lạc Sơn, Hòa Bình, thì bố mẹ đẻ đã đồng ý để cháu về nhà ở với bố mẹ trước theo ý nguyện của cậu bé này. Cho dù bạn có tin hay không, thì những bằng chứng về luân hồi vẫn luôn tồn tại. Trên đây chỉ là một số ít trường hợp luân hồi trên thế giới. Có thể thấy, không chỉ phương Đông mà cả phương Tây đều tin tưởng vào thuyết luân hồi. Vậy nên, Phật gia luôn khuyên bảo con người sống thiện lương, chân thành, nhẫn nại. Việc này cũng giống như ươm mầm những hạt giống tốt, để tương lai sinh mệnh sẽ đến nơi tốt đẹp. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi Đông Tây Kim Cổ. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất nhé. Miley xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.